Son Heung-min lên tiếng sau trận thắng Bồ Đào Nha. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc vui mừng trước chiến tích vượt qua vòng bảng World Cup cũng như gửi lời cảm ơn đến toàn đội khi đã chiến đấu đến cùng. Đây là một trận đấu khó khăn như tôi nghĩ và càng khó hơn khi chúng tôi sớm nhận bàn thua. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được kết quả tốt nhờ các cầu thủ thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc, chiến đấu đến những phút giây cuối cùng. Tôi rất vui và tự hào với kết quả đặc biệt này, Cho Sun-chik chia sẻ của Son Heung-min. Son đã kiến tạo để Hwang Hee-chan thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng, ấn định thắng lợi 2-1 cho Hàn Quốc. Tiền đạo của Tottenham thực hiện đường chọc khe tinh tế qua ba cầu thủ, tạo cơ hội để Hwang sút tung lưới Bồ Đào Nha ở phút 90+1. Đội bóng xứ Kim Chi ngược dòng khó tin khi sớm thủng lưới ở phút thứ 5. Kim Jong-won gỡ hòa phút 27 và sau đó Hàn Quốc phải chịu sức ép lớn của Ronaldo và đồng đội. Chiến thắng của tuyển Hàn Quốc càng trở nên ý nghĩa khi giúp họ vượt qua vòng bảng. Son cùng đồng đội đã đứng trên sân khoảng 10 phút để chờ trận đấu cùng giờ giữa Ghana và Uruguay kết thúc, qua đó hưởng niềm vui trọn vẹn. Của cấp 2018 ở Nga, chúng tôi đã cố gắng hết mình nhưng không thể có được kết quả như thế này. Tôi rất vui vì đã đạt được kết quả tốt ở giải đấu năm nay. Tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu và tôi nghĩ các cầu thủ chắc chắn sẽ làm được. Vòng 16 đội là mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, thi đấu tốt nhất. Trong bóng đá, không ai biết trước kết quả, Son xúc động nói. Tôi rất biết ơn vì đây chưa phải là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Paulo Bento bởi ông ấy không có mặt trên băng ghế huấn luyện. Tôi rất vui khi trận tới ông ấy lại chỉ đạo chúng tôi, Son bày tỏ sự biết ơn với huấn luyện viên Bento. Huấn luyện viên Bento ngồi trên khán đài theo dõi trận này sau khi nhận thẻ đỏ cuối trận gặp Ghana vì lỗi phản ứng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị cấm chỉ đạo, liên lạc qua bộ đàm và không được vào phòng thay đồ giữa trận. Thiếu vắng huấn luyện viên trưởng, tuyển Hàn Quốc vẫn chiến đấu quả cảm để góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2022 với tư cách nhì bảng H. Xếp sau Bồ Đào Nha.